Trong giờ phán xét của các cõi thiên đàng, hãy thức tỉnh và ăn thuần chay ngay bây giờ. Warning, sensitive Cảnh báo, content. nội dung nhạy cảm. Những kẻ hiếu chiến thuộc về địa ngục, không thuộc về thế giới văn minh. Cho nên tôi chỉ mong họ thức tỉnh và làm điều đó. Dạ, thưa sư phụ, tôi đang nói tất cả điều này. Không tốt cho tôi, nghiệp xấu cho tôi. Nhưng tôi không nỡ lòng nào nhìn người dân Udena đau khổ vô cớ như thế. Không lý do gì cả. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Giống như lịch sử lặp lại một lần nữa. Luôn luôn Nga đến và quấy rối chiếm hữu, kiểm soát họ, phá hủy đất nước của họ và tiêu diệt người dân của họ, sát hại, cưỡng hiếp và giết người dân của họ như thế. Phá hủy cuộc sống của họ, tàn phá đất nước của họ, mà họ có làm gì đâu. Chỉ vì họ nhỏ bé hơn, họ yếu hơn, và toàn thể thế giới lừa dối họ từ bỏ vũ khí hạt nhân, chỉ với một lời hứa suông rằng sẽ bảo vệ Udena. Xin mời xem tiếp để tìm hiểu thêm. Trong buổi hội thảo với các thành viên đội ngũ truyền hình vô thần sư vào thứ Ba, ngày 21 tháng 6 năm 2022, Ngài Thanh Hải, vô thần sư nhân từ nhất, đã ân cần trả lời các câu hỏi của các thành viên liên quan đến cuộc chiến ở Udena. Đồng thời, Ngài cũng chia sẻ một số tin vui liên quan tới các quốc gia đang ủng hộ Udena và lần lượt thực hiện các biện pháp để phản công sự xâm lăng của Nga. Tôi có một số tin vui muốn báo cáo với quý vị. Oh, hoan hô tuyệt vời, thưa sư phụ. Tôi đọc trên bản tin, trên Internet. Dạ, thưa sư phụ. Biết không, thế giới đó. Vâng, thưa sư phụ. Oh, tuyệt vời. Như Vương quốc Anh nói rằng, quân đội Vương quốc Anh phải chuẩn bị chiến đấu ở châu Âu một lần nữa. Họ chuẩn bị. À, không phải là tin vui cho lắm. Nhưng ý tôi nói, họ có quan điểm đúng rồi. Dạ, thưa sư phụ. Không phải đợi đến phút cuối, như những gì đã xảy ra ở Ukraine. Họ đang chuẩn bị và tập trận. Ngoài ra, NATO đang tập trận ở đâu đó. Hoa Kỳ cũng vậy. Các nhà lãnh đạo EU, nhiều nhà lãnh đạo đã đến Kiev, kể cả Macron. Tổng thống Pháp và nhà lãnh đạo Ý, ông Draghi, và từ Romania và cả từ Đức nữa. Dạ. Ngay cả Macron và Đức, họ đều đến. Hôn nhau này nọ. Lãng mạn quá. Cảnh đẹp nào đó để thay đổi không khí. Dạ, chuyển cảnh từ chỉ có chiến tranh suốt cho đến bây giờ. Chắc chắn rồi, dạ thưa sư phụ, tất cả họ dường như rất đoàn kết và ủng hộ Udena. Dạ, tuyệt vời. Hy vọng mọi chuyện chuyển biến thậm chí mạnh hơn thế nữa. Nga không lựa chọn đe dọa ai và khi nào, và sẽ cho ai ở châu Âu được an toàn. Việc Nga xâm lược Ukraine là sự xâm lăng tấn công toàn bộ châu Âu, tấn công tất cả liên minh châu Âu, tấn công mỗi người trong chúng ta, tấn công các giá trị của chúng ta. Phản ứng của chúng ta phải đoàn kết. Chúng tôi đã cùng nhau bày tỏ mong muốn xác nhận bằng hành động, không chỉ lời nói, rằng Ukraine thuộc về gia đình châu Âu. Cả bốn chúng tôi đều ủng hộ địa vị ứng viên của Ukraine ngay lập tức để gia nhập Liên minh châu Âu. Hôm nay tôi đến thăm Afrin, nơi xảy ra những vụ thảm sát do quân đội Nga thực hiện. Đây là những sự thật khủng khiếp, thật đáng lo ngại sâu sắc, và chúng tôi lên án không hề do dự. Chúng tôi ủng hộ hoàn toàn các cuộc điều tra của những cơ quan quốc tế về tội ác chiến tranh. Udena không chết. Vinh quang cũng như tự do của Udena sẽ không chết. Quý vị có thể tin vào tình huynh đệ của châu Âu để đảm bảo rằng Udena sẽ tiếp tục được tự do. Tôi rất mừng rằng họ tiếp tục giúp và hỗ trợ Udena. Dạ thưa sư phụ, bởi vì mọi người lo lắng, tôi cũng lo lắng là họ sẽ trở nên mệt mỏi. Dạ thưa sư phụ, dạ đúng. Nếu sự việc tiếp tục kéo dài thì mọi người sẽ mệt mỏi. Tôi cũng vậy, nhưng không có nghĩa là chúng ta không tiếp tục ủng hộ và cầu nguyện cho họ. Đúng vậy, thưa sư phụ. Vâng, thưa sư phụ. Và hiện nay, châu Âu cũng đang bắt đầu sử dụng than trở lại.
bắt đầu là Hà Lan, Đức và Áo. Họ hiện đang làm một số điều đúng. Tất cả những điều mà chúng ta nói trước, họ làm những điều tốt, dùng than không lý tưởng cho lắm, nhưng vẫn tốt hơn là nô lệ cho Nga để đổi lấy khí đốt. Ồ, đúng thưa sư phụ. Ngoài ra, Nga vừa đóng hoặc giảm một nửa hoặc làm chậm bớt nguồn cung cấp khí đốt. Vừa mới làm như thế, cho dù EU không hủy mua khí đốt, họ đã hủy mua dầu mỏ, nhưng tất cả những nước này vẫn chưa hủy mua khí đốt. Và Nga vừa tắt van, khóa van đường ống khí đốt hoặc làm chậm lại, đưa ra ít hơn. Nên giờ EU chuyển sang than. Có lẽ sau này họ sẽ tìm thấy thứ gì đó tốt hơn, luôn luôn có gì đó tốt hơn, khoa học sẽ tìm ra. Dạ thưa sư phụ. Rồi ở Anh, Vương quốc Anh, gần đây tân tổng tham mưu trưởng nói chúng ta phải chuẩn bị để chiến đấu ở châu Âu một lần nữa. Lúc đầu tôi nghĩ ý ông ấy là họ sẽ chiến đấu cùng Ukraine ở Ukraine, bởi vì Ukraine là châu Âu. Nên tôi đã nghĩ ông nói như vậy và tôi cảm thấy có hy vọng hơn một chút. Bởi vì nếu họ chuẩn bị chiến đấu ở châu Âu, vậy sao không phải là bây giờ? Dạ, sẽ quá muộn rồi. Sao không phải ở Ukraine? Dạ. Tại sao họ đợi cho đến khi Ukraine biến mất, mọi thứ đều bị phá hủy, và rồi bước kế tiếp là các quốc gia khác ở châu Âu, từng quốc gia một? Dạ, sư phụ. Vậy thì họ nên lẹ lên, trời ơi. Bởi vì quân lực từ Điện Kremlin không biết đạo đức gì hết. Chỉ khi nào bị đánh bại, thì bọn họ mới bỏ cuộc. Bọn họ sẽ chỉ từ bỏ khi bị đánh bại, và bọn họ chỉ cần thế thôi. Và đó là ngôn ngữ mà bọn họ sẽ hiểu. Dạ đúng, cuộc chiến càng kéo dài, càng nhiều người chết, và Ukraine càng không thể có cơ hội giành chiến thắng, mặc dù họ có thể thắng. Dạ thưa sư phụ, họ có thể thắng là điều rất khả thi, chỉ là họ cần nhiều vũ khí thích hợp hơn. Họ cần đóng cửa bầu trời bên trên, một khu vực cấm bay, và họ cần nhiều quân lực hơn. Dạ đúng thưa sư phụ. Nên ta nói nếu Vương quốc Anh sẵn sàng chiến đấu ở châu Âu, thì họ nên làm điều đó ngay bây giờ. Ukraine là châu Âu. Và Ukraine không đáng phải chịu tất cả đau khổ này. Vâng thưa sư phụ. Tôi không cần biết ai nói gì. Và phương Tây phải nên giúp họ hết lòng. Không như Macron nói rằng họ phải tạo một hội đồng riêng đặc biệt, không phải liên minh châu Âu, mà kiểu như hội đồng nào đó dưới nó, để Ukraine có thể gia nhập. Trời ơi, nếu giúp một người bạn đang gặp nguy hiểm lớn, rắc rối lớn như vậy, mà ông ta phải làm bẻ mặt họ sao? Dạ hiểu, thật vô lương tâm. Phải, chưa hết, thậm chí còn khuyên đừng làm bẻ mặt kẻ thù của mình. Kẻ thù muốn bị bẻ mặt mà, xông vào nhà người ta, cướp tất cả mọi thứ, phá hủy nhà cửa, cưỡng hiếp vợ con người ta. Và rồi, mình không nên làm bẻ mặt kẻ thù đó sao? Nói ta nghe, đó là loại ngôn ngữ gì vậy? Và là loại thế giới gì mà chúng ta muốn duy trì, nói ta biết. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Đúng vậy. Tôi xin lỗi. Tôi luôn tức giận khi điều gì đó quá phi lý như thế. Cũng vậy, tôi tức giận và thống khổ cho người thân động vật khi ta thấy họ trên truyền hình chịu đau khổ mỗi ngày. Dạ, thưa sư phụ. Tất cả chúng ta đều là người địa cầu, họ nói như thế. Tôi đồng ý với câu đó. Người thân động vật hoặc con người. Và chúng ta đối xử hung bạo với nhau như chúng sinh địa ngục. Dạ, sư phụ. Đánh nhau với bất cứ ai đánh hoặc thậm chí với ai không đánh. Cứ đàn áp, lạm dụng bất cứ ai có thể. Trời ơi! Thành ra tôi thậm chí không thể tranh luận với các cõi thiên đàng nữa. Tôi đang cố gắng hết sức mỗi ngày. Tôi cố gắng tìm đủ mọi cách bào chữa cho con người. Nhưng hầu hết các cõi thiên đàng đều kiên quyết tiêu diệt toàn thể thế giới loài người. Ôi trời ơi! Và họ nói với tôi, chỉ có Ngài và các đệ tử của Ngài sẽ được tha thôi. Họ nói thẳng vào mặt tôi như thế. Tôi nói tôi sống thế nào nếu chỉ có tôi và các học trò của tôi. Và các học trò của tôi ở khắp nơi trên thế giới. Nếu quý vị tiêu diệt mọi thứ, làm sao tôi biết họ có còn sống không? Dạ đúng, làm sao chúng tôi thậm chí có thể liên lạc? Vâng thưa sư phụ, viễn ảnh đen tối khủng khiếp. Dạ hiểu. Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Tôi không thể nói nhiều hơn nữa. Là ai đã nói với tôi tất cả điều này, điều kia và điều nọ. Nhưng họ nói, bắt đầu từ bây giờ. Oh.
đã bắt đầu nghiêm trọng rồi. Tháng trước. Ôi chào. Để xem. Tôi có cho quý vị biết đôi chút được không? Không được. Tốt hơn là không. Nhưng họ có những người đặc biệt mà tôi đã bào chữa. Tôi nói, một số người chỉ là họ không hiểu thôi. Con người chỉ chưa hiểu thôi. Dạ, đúng vậy. Họ không thể hiểu được. Họ không hiểu mối liên hệ giữa việc ăn thịt, người thân động vật và sự tàn nhẫn và sự cách xa các cõi thiên đàng bởi vì điều đó. Họ vẫn chưa hiểu được. Vì vậy, quý vị không thể giết tất cả họ như vậy. Hãy để tôi có thời gian dạy họ. Nói với họ, hãy để tôi có thêm thời gian. Họ nói ngài có quá nhiều thời gian rồi. Nghĩa là tôi đã có quá nhiều thời gian rồi. Dạ, hiểu. Tôi nói tôi biết điều đó. Nhưng tôi không có đủ thời gian. Bởi vì họ đã bị đầu độc quá lâu rồi. Nhiều người đang thức tỉnh. Tôi thấy bây giờ rất nhiều người ăn chay và thuần chay rồi. Nhưng họ nói đã quá muộn để thậm chí thảo luận về bất cứ gì. Trời ơi, tôi không thể bảo quý vị mọi chi tiết. Vâng, thưa sư phụ, dạ hiểu. Quý vị sẽ rất kinh ngạc và sốc, nhưng tôi không được phép nói. Tôi chỉ hy vọng bằng cách không nói, nó sẽ không xảy ra. Dạ, hy vọng vậy. Tôi chỉ đang cố gắng nhìn sang phía tươi sáng. Dạ, thưa sư phụ. Và rồi họ nói, có một loại người hoặc nhóm người cụ thể mà họ sẽ tiêu diệt trước. Tôi không thể cho quý vị biết, tôi không được phép. Vì nếu tôi nói bọn ma quỷ hung hăng sẽ tìm điều gì đó để ngăn chặn chuyện đó, thực hiện một số chiến lược để áp đảo chuyện đó, trời ơi, ít nhất có gì đó. Vâng, thưa sư phụ, dạ, hiểu. Và tôi hy vọng loài người thức tỉnh sớm nhanh chóng, thật nhanh, chứ không thì, trời ơi, chúng ta đáng lẽ có thể có địa đàng tại thế. Quá nhiều tiền, quá nhiều thức ăn, quá dồi dào ở khắp nơi. Một nơi tuyệt đẹp. Dạ, chắc chắn. Không có lý do gì để phá hoại nó. Phá hủy nó theo cách này, cách kia. Dạ, thưa sư phụ. Thôi được rồi, tôi chỉ hy vọng NATO và toàn thể châu Âu nhanh chóng quyết định rút ngắn chiến tranh. Nếu không, chiến tranh càng kéo dài thì càng nhiều người sẽ chết. Dạ, đúng vậy. Và ngày càng khan hiếm lương thực và nhiều nạn đói hơn nữa trên thế giới. Cũng có đại dịch nữa. Trước đây, tôi đọc thấy Đài Loan Formosa, dịch đã được kiểm soát. Rất ít lây nhiễm và rất ít tử vong. Ý nói là so với những nơi khác. Dạ, thưa sư phụ. Còn bây giờ thì giống nhau. Và Vương quốc Anh và mọi quốc gia, sự lây nhiễm COVID ngày càng cao hơn. Và bây giờ còn có bệnh đậu mùa khỉ. Ban đầu, bệnh đậu mùa khỉ, họ nói chỉ bị truyền qua tiếp xúc giữa người với người. Dạ. Nhưng nó đã nhảy từ người thân động vật. Dạ. Và rồi con người có thể lây nhiễm lẫn nhau qua tiếp xúc, hoặc hôn hít, đụng chạm, ăn uống cùng loại thức ăn, từ cùng một đĩa hoặc từ tình dục. Vâng, thưa sư phụ, họ muốn mở cửa để trở lại bình thường và coi COVID-19 như một bệnh cúm mãn tính khác hoặc một bệnh gì đó. Nhưng không phải như thế. Nó không phải như vậy. Và tôi đã nói với quý vị rồi, dù nó trông nhẹ nhưng không nhẹ, thậm chí hậu quả là lâu dài và không thể nhìn thấy, không thể tìm thấy. Vấn đề là vậy. Các khoa học gia thậm chí chưa biết. Có thể họ sẽ khám phá ra nhưng không có gì chữa được. Hậu quả lâu dài và tiềm ẩn này. Chao ơi! Tất cả chúng ta đều tự làm hại mình. Vậy thì có thể đổ lỗi cho ai đây? Thượng đế quay lưng với chúng ta bởi vì tội lỗi của chúng ta quá lớn. Đến nỗi làm kinh động cả thiên địa, thậm chí phá hủy sự ổn định của vũ trụ tới mức độ nào đó. Trời ơi! Thành ra nếu thiên đàng để chúng ta sống, thì vũ trụ cũng sẽ gặp rắc rối. Vì năng lượng cộng hưởng. Vâng, thưa sư phụ, dạ hiểu. Giống như xe hơi. Dù chỉ một lỗ thủng nhỏ trong bánh xe, xe sẽ không hoạt động. Điều này xảy ra. Nếu quý vị lái xe cán lên đầu đinh, hoặc cái gì đó, thậm chí một cái đinh, đục một lỗ trong bánh xe của mình, thế là xong. Cả chiếc xe phải dừng lại. Dạ, thưa sư phụ. Nhưng vấn đề là quý vị không thể tiếp tục lái xe với bánh xe hỏng. Chỉ có thể lái một lúc thôi. Dạ, như thế giới của mình bây giờ, chúng ta đang lái xe với hầu hết bánh xe đã tiêu tùng. Ôi trời ơi! Hầu như các bánh xe của xe tải lớn đều bị hư hại, không có không khí. Và chúng ta tiếp tục lái xe với một hoặc hai bánh xe vẫn tiếp tục, không dừng lại và không sửa chữa.
thì quý vị sẽ gặp tai nạn, quý vị sẽ chết. Dạ, đúng vậy. Và xe của quý vị cũng sẽ tiêu tùng, lật ngược, ngã nhào sang một bên, và rồi còn làm hại xe người khác trên đường nữa. Dạ, chính xác. Thành ra điều gì xảy ra với chúng ta cũng ảnh hưởng đến vũ trụ. Đó là lý do các cõi thiên đàng không muốn tha thứ cho chúng ta nữa, vì chúng ta không chịu sửa chữa các bánh xe bị hư hại của mình. Chúng ta có thể sửa chữa, chỉ cần dừng lại và thay bánh xe. Ngay bây giờ, nếu con người ngừng giết người thân động vật, như thể là thức ăn để ăn và ăn các thực phẩm nào khác, thì địa cầu sẽ được chữa lành, sẽ được lành lặn nguyên vẹn, sẽ dồi dào và đẹp đẽ, và như thiên đường. Vâng, đúng vậy, thưa sư phụ. Tất cả các bánh xe bị hỏng phải được sửa chữa. Có thể nếu một bánh xe bị hỏng, nhưng có nhiều bánh xe khác, quý vị vẫn có thể lái, như chiếc xe tải lớn. Nhưng còn tùy là bánh xe nào. Và rồi nếu quý vị tiếp tục lái xe như thế, thì nhiều bánh xe khác cũng sẽ bắt đầu bị hư. Và cuối cùng không lái được nữa. Dạ, chính xác, thưa sư phụ. Quý vị có thể bị lật xe trên đường ở đâu đó, không thể giữ thăng bằng được nữa, không thể lái được nữa. Và rồi quý vị chết, và rồi chiếc xe cũng tiêu tùng, trong hố hoặc rơi vào khe núi sâu, hoặc trong vực núi. Và cả xe lẫn tài xế đều chết. Dạ, thưa sư phụ. Cũng vậy, đây là tình cảnh hiện giờ trên thế giới chúng ta. Hầu hết các bánh xe đã tiêu tùng rồi. Và chúng ta không dừng lại để sửa. Chúng ta phải nên dừng lại từ lâu rồi và sửa chữa để có thể tiếp tục yên tâm lái xe một cách an toàn và bình an. Dạ, thưa sư phụ, đúng vậy. Quý vị có tin vui nào không? Hay là có câu hỏi không? Chúng con có một câu hỏi. Nói đi. Sư phụ nói rằng NATO nên dùng vũ lực để đánh đuổi Nga ra khỏi Ukraine. Nhưng NATO thật ra lại nói rằng họ không thể tham chiến do các quy tắc vì họ sẽ chỉ bảo vệ chính họ thôi. Sư phụ sẽ nói gì đối với những bình luận của NATO rằng họ không thể tiến vào Ukraine vì các quy tắc của họ? Quy tắc cái giống gì chứ? Người ta đang chết, hàng vạn người ở cả hai bên và thế giới sắp bị nạn đói tới nơi. Dạ, thưa sư phụ, còn NATO giữ nguyên tắc để làm gì? Quy tắc là để cho con người, không phải con người cho quy tắc. Dạ, đúng vậy, thưa sư phụ, dạ. Họ chỉ là những kẻ hèn nhát, quá dễ. Biết không, đời sống không bao giờ kiểu đen trắng rạch ròi. Quý vị luôn phải hành động dựa theo tình thế. Dạ, đúng, đúng vậy ạ. À. Vâng, thưa sư phụ. Chúng ta là con người thông minh hay không phải? Dạ, thông minh, dạ, sư phụ. Được cho là vậy. Dạ, phải. Và người đứng đầu NATO thì ông ta nên biết nhiều hơn là những người thành viên NATO bình thường. Dạ, thưa sư phụ. Ông ta nên biết rõ hơn những người khác. Vì vậy nên ông mới là lãnh đạo. Dạ, thưa sư phụ. Cho nên đây toàn là rác rến. Trừ khi Stoltenberg, người đứng đầu NATO, muốn Ukraine tiếp tục đau khổ. Bởi vì họ càng đau khổ, thì càng có nhiều quốc gia khác sẽ muốn gia nhập NATO, và ông ta sẽ cảm thấy mình là lãnh đạo quan trọng và quyền lực hơn. Chào ơi! Hoặc họ muốn một nạn đói khác trên thế giới, hoặc nói đơn giản là ở Ukraine. Trừ khi ông ta muốn một nạn đói Holodomor khác, như vào năm 1933. Dạ, sư phụ. Đó là dưới thời Stalin cai trị. Dạ, thưa sư phụ. Và nạn đói lớn đã xảy ra khoảng một năm. Người ta nói có 5 triệu người, chỉ ước đoán, có thể nhiều hơn, đã chết ở Liên bang Xô Viết. Hầu hết là người Ukraine. Chào ơi, dạ. Nạn đói là cuộc tấn công trực diện vào tầng lớp nông dân Ukraine. Bởi vì Stalin đã chuyển rất nhiều người Nga đến Ukraine và chuyển người Ukraine sang Nga, chẳng hạn như vậy. Và dưới thời Stalin, họ kiểm soát nông dân, kiểm soát canh nông. Bọn họ không để người dân có bất cứ thứ gì nhiều hơn những gì luật Nga cho phép. Vì vậy, nhiều người không có đủ thức ăn để ăn. Và Nga đã phái cảnh sát hoặc lữ đoàn của họ, các đơn vị đặc biệt của Nga, luôn luôn xông vào Ukraine để lấy đồ của Ukraine. Và bọn họ cứ luôn xông vào nhà người ta, nhiều căn nhà khác nhau để lấy thức ăn, nếu họ nghĩ rằng gia đình đó có quá nhiều thức ăn. Vâng, thưa sư phụ. Thậm chí vào thời đó, nếu ai đó được cho là có nhiều thức ăn hơn mức họ được phép có, theo luật của Nga vào thời đó thì họ phạm tội. Ồ, dạ đúng, dạ. Và rồi người nông dân, những người nông dân đói, có lẽ giữ một ít lương thực, thậm chí giấu đi.
thì bọn Nga sẽ moi ra và thậm chí còn giết họ. Ôi cha ơi! Họ giết người dân bằng cách xử bắn vì tội ăn cắp hoặc lưu trữ hoặc giấu đi dù chỉ một bao lúa mì. Ôi trời ơi! Họ gọi đó là ăn cắp của nhà nước. Đó là vì đói. Người dân ở nông thôn lúc bấy giờ không bao giờ có đủ lương thực để nuôi chính họ. Ồ, con hiểu. Tưởng tượng coi. Vì vậy, dĩ nhiên theo hoàn cảnh đó, nạn đói lan tràn rất lớn vào năm 1933. Thật bi thảm. Nhưng cho dù vậy, Moscow vào thời đó không cung cấp thêm bất cứ cứu trợ nào cho nạn đói, cho tình trạng chết đói lúc bấy giờ. Và trong khi đó, Liên Xô đã xuất khẩu hơn 1 triệu tấn ngũ cốc sang các nước khác, sang phương Tây, trong khi người dân của họ chết đói ở Ukraine. Lương thực của họ đã trở thành lương thực của nhà nước, được lưu trữ trong bất kỳ hầm chứa nào và trở thành tài sản thuộc sở hữu của nhà nước. Nga đã từ lâu tìm cách để xác định số phận của Ukraine dưới ách Cộng sản Liên Xô. Nhiều tới 4 triệu người chết đói. Khi Moscow ép buộc người dân từ những khu ruộng vườn nhỏ tới những trang trại tập thể kém hiệu quả một cách thảm hại, nỗi cay đắng vẫn còn tới ngày nay. Khi dàn hợp xướng của Điện Kremlin ca tụng Stalin, thế giới được kể về một miền đất hạnh phúc. Và ngày nay, nó trở nên tất cả kho thóc của Đông Âu, với đất đen màu mỡ mang lại hàng triệu mẫu lúa mì. Nhưng ông cụ Petro, 95 tuổi, biết lời dối trá đó cỡ nào. Việc tập thể hóa các nông trại, ép buộc mang lại đói khát và khủng bố cho gia đình cụ. Quá đáng sợ, cả một băng nhóm mang chĩa bà đến từng nhà, tìm kiếm bánh mì. Lúc đó tôi mới 5 tuổi, chúng tôi khóa cửa chính và tất cả cửa sổ, nhưng chúng dùng xà beng cạy cửa và vào trong nhà rồi chúng đi tới mọi kho thóc. Cố tìm coi có bánh mì chôn giấu không. Thực phẩm bị tịch thu để trừng phạt nông dân, chống lại việc tập thể hóa. Người ta nghĩ rằng tới 4 triệu người bị chết trong khổ nạn mà người Ukraine gọi là Holodomor, nghĩa là giết người bằng cách bỏ đói. Nga phủ nhận nạn đói là một âm mưu cố tình để phá hủy tinh thần độc lập của người dân Ukraine. Cụ Zakharova, 98 tuổi, vẫn còn nhớ những xác người chết vì đói. Tôi có thể thấy gì? Tôi thấy người ta bị chết. Họ đào một hố lớn và quăng tất cả thi thể vào đó. Cha tôi đi tới miền Tây Ukraine, đem tất cả những gì tốt từ nhà chúng tôi để đổi lấy thức ăn. Nhưng ông không được gì hết. Quý vị có thể nói, tôi đã sống, nhưng đó không phải là sống. Gần nhà của gia đình có một mồ chôn tập thể từ thời có nạn chết đói. Đây cũng là một phần quan trọng trong câu chuyện về nguồn gốc của Ukraine hiện đại. Khái niệm về một quốc gia vào thập niên 1930 chỉ đau khổ dưới sự áp bức của một chế độ độc tài có trụ sở tại Moscow. Cánh cửa sắt cũ ở đây à? Phải. Những người dân Ukraine kháng cự đã kết thúc ở những nơi như thế này. Một số nhà sử học nói rằng 5 hoặc 10.000 người đã bị giết ở đây trong tầng hầm này. Phòng giam thẩm vấn của cảnh sát mật tại Kiev. Không thể tưởng tượng được người ta nghĩ gì khi họ đi qua cánh cửa đó vào nơi này. Phải đau đớn. Điều tra tội ác của Stalin đã bị ngăn chặn ở Nga. Họ bảo vệ Stalin. Họ che giấu sự thật. Họ tấn công chúng tôi. Họ không công nhận chúng tôi là một quốc gia độc lập. Tại sao? Chúng tôi không hiểu tại sao. Vì vậy, mọi nơi mà Nga đi qua trong suốt mấy thập kỷ này thì chỉ có nạn đói, phá hoại, phá hủy và tàn sát người ta theo nhiều cách khác nhau. Hoặc là bắn họ, hoặc là bỏ đói họ cho chết. Ôi trời ơi, thật tệ, thật kinh khủng. Phải. Và mọi nơi đều bị tàn phá. Và đó là cách bọn họ chinh phục nhiều quốc gia khác. Bọn họ thậm chí còn nói những người lấy lương thực như thế được gọi là những kẻ khủng bố. Những kẻ khủng bố lương thực. Bọn họ nói phải ngăn chặn khủng bố lương thực.
cho nên ít nhất 5 triệu người đã chết. Trời ơi, và phần lớn những người đó là người dân Urina. Tàn ác quá. Và Nga từ nhiều thập kỷ rồi đã đưa rất nhiều người Nga vào Urina để biến nó thành giống Nga hơn và dễ kiểm soát hơn. Rồi bọn họ muốn Nga hóa tất cả người Urina và xóa sổ danh tính của Urina vào thời đó. Vì vậy, nếu châu Âu hoặc NATO muốn điều đó xảy ra một lần nữa, thì họ sẽ chỉ đứng nhìn, không làm gì cả, và đợi tới khi điều đó xảy ra. Và nếu Urina thua, cả châu Âu sẽ thua, sớm hay muộn. Dạ, thưa sư phụ, đúng vậy ạ. Ôi, trời ơi, trời ơi. Và bây giờ quý vị có thể thấy, nạn đói đã bắt đầu ở nhiều nước trên thế giới rồi, do cuộc chiến của Nga ở Urina, vì Urina không thể xuất khẩu tất cả ngũ cốc mà họ có. Và nó sẽ kẹt lại đó và bị thối rữa nếu không thể đưa đến các nước khác. Dạ, dạ, thưa sư phụ. Và Nga đã lấy trộm ngũ cốc của họ rồi và bán ở nơi khác. Và rồi dĩ nhiên, những nơi dưới sự chiếm đóng của Nga hoặc những kẻ ly khai do Nga hậu thuẫn, tất cả nông sản này sẽ biến mất, bị Nga xuất khẩu đi nơi khác. Dạ, thưa sư phụ, đúng vậy ạ. Bây giờ nạn đói trên thế giới đã bắt đầu rồi. Không chỉ Urina thôi như lần trước. Việc xuất khẩu nông sản của Urina đóng một vai trò ổn định trên thị trường quốc tế. Và Nga phải bị buộc chịu trách nhiệm vì khơi dậy làn sóng di cư mới, chống lại châu Âu. Dùng người dân ở cả châu Phi lẫn châu Á làm con tin. Đây chỉ là sự đe dọa bình thường mà bởi vì không có thực phẩm của Urina xuất khẩu thì hàng trăm triệu người có nguy cơ chết đói. Vì chiến tranh ở Urina, số người bị đói khắp thế giới có thể tăng lên tới 323 triệu người. Đây là lời tuyên bố của David Beasley, giám đốc điều hành của chương trình lương thực thế giới Liên Hợp Quốc. Cuộc xâm lăng của Nga vào nước láng giềng đã thực sự chấm dứt việc xuất khẩu lương thực của Urina. Tổng thống Urina Volodymyr Zelensky nói rằng, từ ngày 21 tháng 5, Nga đã ngăn chặn 22 triệu tấn lương thực tại các cảng của Urina, lấy cắp dần dần lương thực đó và đem ra và tìm cách bán. Đây là xe hơi của Urina đậu tại Dissenkoi và được dỡ ra và cho vào xe của Nga. Đây là các sản phẩm được đưa vào Liên bang Nga. Urina là nước sản xuất ngũ cốc lớn thứ tư trên thế giới. Giá cả của các sản phẩm ngũ cốc đang tăng vọt. Các chuyên gia đang dự đoán khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất trên thế giới nổi trong vòng 2 hoặc 3 tháng như các chuyên gia dự đoán. Các quốc gia Bắc Phi và ở Trung Đông sẽ cạn kiệt kho ngũ cốc của họ. Trong khi đó, ngũ cốc của Urina bị đánh cắp và đưa sang Syria. Ai Cập và Liban đã từ chối việc giao hàng như vậy, như nạn đói ở Holodomor toàn cầu. Nên mọi nơi mà Nga xông vào cho tới bây giờ đều như thế cả. Trời ơi! Những nhà lãnh đạo của Nga, bọn họ không có linh hồn, ý nói những nhà lãnh tụ độc ác này. Một số nhà lãnh đạo Nga trước đây có lẽ tốt, nhưng cho đến nay, ý nói, từ khi chủ nghĩa cộng sản tiếp quản Nga, thì bọn họ đi tới đâu, nơi đó đều đẫm máu. Máu chảy khắp nơi, máu đổ và tàn phá, ngay cả Berlin. Sau chiến tranh, nước Đức bị chia ra thành Tây và Đông Berlin. Và Tây Berlin vẫn tiếp tục thịnh vượng, tiến bộ và sửa chữa tất cả thành phố bị tàn phá do chiến tranh. Nhưng Đông Berlin thì không. Vì vậy, Nga dường như cũng muốn chia Urina thành như thế đó, như Đông Urina và Tây Urina hoặc Nam Urina, Bắc Urina. Trừ khi châu Âu muốn đứng nhìn và chờ điều đó xảy ra, hoặc NATO cứ đang viện đủ mọi cớ tồi tệ để nhìn người Urina đau khổ, thì họ không cần phải làm gì hết và đợi tới khi Urina bị thua. Dạ, thưa sư phụ. Tôi lo lắng cho châu Âu, chứ không chỉ Urina thôi. Thành ra tôi nói, NATO phải dùng quân lực để đánh đuổi quân Nga ra, vì bọn Nga không thuộc về nơi đó. Bọn Nga không thuộc về châu Âu. Không, bọn họ đã chiếm Crimea như thế, cũng bằng cách dội bom và làm người ta sợ hãi. Và sau đó họ chiếm vùng Donbass cũng như vậy. Nơi đâu mà bọn họ xông vào thì chảy máu khắp nơi và tàn phá khắp nơi. Và người dân, trẻ em chết khắp nơi. Bọn họ không có linh hồn.
Nếu không, bọn họ không thể nở lòng nào làm tất cả điều này đối với một đất nước vô tội, đất nước láng giềng của họ. Không có lý do, không có cớ gì hết. Mọi nơi bọn họ xông vào đều như thế. Vậy NATO tốt hơn nên ngăn lại. Và nếu NATO không có can đảm để làm điều đó, thì châu Âu và các quốc gia khác phải tập hợp lại giúp Ukraine. Ý nói thiết thực, tổng thể, chứ không chỉ giúp vũ khí mà còn bằng quân lực, với binh lính của chính họ, chuyên môn và đủ thứ. Họ đang cam kết sẽ tiếp tục giúp Ukraine, mặc dù mệt mỏi. Nhưng dù vậy, vũ khí không phải lúc nào cũng đến đúng lúc. Và gần đây có sự trì hoãn nào đó, cố tình. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra hay là tại sao. Và cuộc chiến càng kéo dài mà không có đủ vũ khí và quân lực, thì càng nhiều người Ukraine thiệt mạng. Thêm nhiều binh sĩ Ukraine sẽ chết. Và họ có thể cũng sẽ kiệt sức. Không chỉ vậy thôi, NATO còn phải dự đoán điều gì đó, nói điều gì đó tiêu cực, chẳng hạn như cuộc chiến với Nga sẽ còn kéo dài rất lâu, một chặng đường dài. Và vì điều đó, nó có thể ảnh hưởng đến nhuệ khí của binh lính Ukraine. Dạ, thật vậy, dạ đúng. Rồi họ sẽ cảm thấy, ôi trời ơi, cuộc chiến sẽ rất lâu nên họ cảm thấy không thích. Họ tưởng nó sẽ qua nhanh và chúng ta dùng tất cả quân lực, sức mạnh và trái tim của chúng ta để đẩy quân Nga ra khỏi đất nước của mình. Nhưng bây giờ có cảm giác như sẽ rất lâu, cuộc chiến sẽ còn kéo dài. Theo cách mà người đứng đầu NATO nói, có vẻ như nó lâu dài, mãi mãi. Dạ đúng vậy, vâng thưa sư phụ. Sao miệng ông ta lúc nào cũng phải nói những điều không giúp ích gì cho người Ukraine? Dạ đúng vậy, dạ thật vậy. Nên tôi không chắc là NATO sẽ có bao giờ tiến vào Ukraine và giúp Ukraine một cách thật sự, toàn bộ, thiết thực hay không. Trừ khi Hoa Kỳ chủ động giữ vai trò lãnh đạo và quyết định rằng họ phải nên tiến vào để giúp Ukraine bằng quân lực, bằng binh lính nữa. Vâng, thưa sư phụ. Và với đủ loại biện pháp như lập vùng cấm bay. Ồ, dạ. Nếu Ukraine thua thì Nga sẽ tiếp tục. Dạ. Bởi vì Nga sẽ dùng tài sản của Ukraine, căn cứ vào thiết bị hoặc lương thực của Ukraine để tiếp tục chiến đấu. Dạ, đúng vậy. Ngoài ra, ví dụ như Nga từng xông vào Chechnya, bọn họ cũng tàn phá mọi thứ. Vâng, thưa sư phụ có thể cho chúng con biết thêm về Chechnya không ạ? Đó là tất cả những gì Nga đang làm. Vâng, thưa sư phụ, và đó không phải là lần đầu tiên. Đó là lần thứ nhì. Lần thứ nhất, đó là dưới thời Boris Yeltsin. Lần thứ nhì vào thời đó, thủ tướng là Vladimir Putin. Dạ, thưa sư phụ, lúc đó ông ta chưa là tổng thống, ông là thủ tướng vào lần thứ nhì. Và rồi cuộc chiến lần thứ nhất đã gây thiệt hại rất nhiều rồi, nhất là thủ đô Grozny. Và sau đó cuộc chiến thứ nhì, họ thậm chí không có đủ thời gian. Chỉ đến năm 1996, khi cuộc chiến thứ nhất mới chấm dứt, họ giải quyết bằng một lệnh ngừng bắn với Boris Yeltsin. Boris Yeltsin đã ký hiệp ước hòa bình với Chechnya vào năm 1997. Nhưng hai năm sau, cuộc chiến Chechnya lần thứ nhì lại nổ ra do Nga khởi sự. Lúc đó là tổng thống tương lai Vladimir Putin. Vâng, thưa sư phụ, chỉ hai năm người Chechnya chưa có đủ thời gian để khôi phục. Đó là lý do ông ta tấn công lần nữa. Vì ông ta biết họ vẫn còn dễ bị tổn thương và yếu đuối. Nên Grozny đã để lại một lỗ hổng lớn, rất lớn trên bản đồ. Liên Hiệp Quốc gọi cái hố đó là thành phố bị phá hủy nhiều nhất trên địa cầu. Trời ơi, hầu như không còn gì cả. Thật buồn, kinh khủng quá. Và hầu như không có ai thoát. Ôi trời ơi. Cuộc chiến đầu tiên mà Putin lãnh đạo là một trong những thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây. Năm 1999, khi ông ta mới chỉ là người có quyền lực thứ nhì ở Nga, ông ta đã phái quân lực vào Chechnya chỉ vài năm sau khi quân đội Nga đã xâm lăng trước đó dưới thời Boris Yeltsin. Hai chiến dịch Chechnya tàn nhẫn thiết lập khuôn mẫu cho các cuộc chiến của Putin. Quân lực Nga đã san bằng thủ đô Grozny. Những tháng dội bom không ngừng và bừa bãi của Nga đã biến Grozny thành một thành phố chết.
Vào lúc quân Nga rời đi, tới 8.000 thường dân bị thiệt mạng. Liên Hợp Quốc miêu tả Grozny là thành phố bị phá hủy nhiều nhất trên địa cầu. Kể từ đó, các cuộc chiến của Nga đã rập theo khuôn mẫu. Quý vị có thể đọc trong lịch sử. Vâng, thưa sư phụ. Và khoảng 250.000 thường dân đã thiệt mạng trong các trận chiến Chechnya cộng lại. Chà. Và có các báo cáo về cưỡng hiếp, giống như ở Udine bây giờ. Các báo cáo về cưỡng hiếp, đốt phá, tra tấn và các tội ác khác của binh lính Nga là ở khắp nơi, và quân lực Nga xem đó là điều tà ác hoàn toàn cần thiết. Làm sao điều tà ác nào mà cần thiết? Dạ đúng rồi, đúng rồi, thưa sư phụ. Và là một trong những lính Nga lúc đó đã nói với thời báo Los Angeles năm 2000, chúng tôi phải tàn nhẫn với họ, với người Chechnya. Nếu không, chúng tôi sẽ chẳng đạt được gì. Trời ơi, tin được điều đó không? Đó là lời anh ta nói. Vì vậy, để đạt điều gì đó, bọn họ phải tàn nhẫn. Không cần biết người ta có làm gì sai với bọn họ hay không. Vào thời điểm đó, Vladimir Putin đã là tổng thống rồi, kiểu như đã trực tiếp cai trị Chechnya. Từ tháng 5 năm 2000, họ vẫn còn thuộc về Nga. Và vài năm sau đó, một người Chechnya khác đến, dĩ nhiên trở thành tổng thống và trở nên giàu có. Họ làm giàu cho bản thân trong thời gian họ cai trị Cộng hòa Chechnya. Và ông ta là một lãnh tụ rất tàn nhẫn. Ông ta hoàn toàn ủng hộ Nga, hoàn toàn ủng hộ Putin. Vì vậy mà ông ta trở thành tổng thống. Tôi nghĩ ông ta không được người dân bầu, nhưng ông ta chỉ như một con rối cho Putin. Putin đã bổ nhiệm ông ta làm tổng thống. Tổng thống này tên ông ta là Kadyrov. Người dân ví ông ta như một con rối tàn bạo hoặc con chó tấn công của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông ta là con rối hoàn toàn của Putin, của Điện Kremlin. Ông ta thậm chí đưa người của mình đến Ukraine để giết người dân Ukraine cho Putin, cho Điện Kremlin. Và ông ta hẳn phải biết rằng không có lý do gì để làm việc đó, nhưng bởi vì Nga hoàn toàn kiểm soát Chechnya, nên tất cả nhà lãnh đạo, dù họ có là ai đi nữa, nếu họ không nghe lời Điện Kremlin, nếu họ không làm theo những gì Điện Kremlin ra lệnh, thì họ sẽ không sống sót, đừng nói chi tới chuyện tiếp tục đảm nhận vị trí lãnh đạo ở Chechnya. Vì vậy, nếu Ukraine thua, cũng sẽ giống như vậy. Nga sẽ đặt bất cứ ai gọi là lãnh tụ ở Ukraine chỉ để làm nô lệ và tuyệt đối nghe theo mọi mệnh lệnh từ Điện Kremlin. Dạ, thưa sư phụ, quý vị có thể thấy bằng chứng. Ông Kadyrov này được gọi là người đứng đầu Cộng hòa Chechnya từ 2007 đến nay. Đó là một khoảng thời gian rất dài cho một nguyên thủ quốc gia. Dạ, thưa sư phụ, tương tự như Putin và Tổng thống Belarus, bọn họ có điểm chung. Có lẽ vì vậy mà bọn họ thích nhau. Và để tồn tại lâu như thế, với tư cách là lãnh tụ, tôi đoán ông ta phải là tay chân tuyệt đối của người đứng đầu nước Nga, Điện Kremlin. Dạ, tên lãnh tụ hiện tại của Chechnya, Kadyrov, đàn áp tàn bạo, sát hại, giết người, tra tấn người Ukraine. Bởi vì bọn họ có cùng một lối suy nghĩ như Putin và ông ta hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Điện Kremlin. Nhưng tôi không biết là ông ta có tự hào về bản thân hay là chỉ phải làm như vậy để sống sót. Bởi vì nếu ông ta thật sự muốn tự hào về bản thân, thì ông ta không nên làm tất cả điều này. Ông ta là một người đàn ông. Ông ta phải nên là người suy nghĩ độc lập và là nhà lãnh đạo thực sự của người dân. Thay vì vậy, ông ta lại như ác quỷ cho Điện Kremlin. Bất cứ người dân Chechnya nào dám chất vấn Kadyrov thì kết cục đều rất đen tối. Hoặc ở lại và chết, hoặc sợ hãi chạy. Những ai khiến cho người ta bất hòa bằng tin đồn hoặc cãi nhau phải dừng lại. Trừ phi chúng ta giết bọn họ, tống vào tù khiến họ sợ hãi, thì chúng ta không đi tới đâu hết. Và không nơi nào an toàn cả. Đội sát thủ bí mật của Chechnya lùng sục ở châu Âu và xa hơn nữa. Những người chỉ trích Kadyrov đã bị ám sát tàn bạo ở Berlin, Vienna, Lille và thậm chí cả Dubai. Gần đây nhất, Kadyrov chuyển sự hung hãn của hắn tới dân số đồng tính trong cộng đồng Chechnya. Đồng tính luyến ái
và giới tính không phù hợp luôn luôn là điều cấm kỵ trong đất nước này. Nhưng vào năm 2017, Kadyrov khởi động điều được miêu tả là diệt chủng nam nữ trẻ tuổi. Nó đã trở thành một dự án tiêu diệt từng người bị nghi ngờ là có tình cảm hoặc tư tưởng đồng tình luyến ái, nếu không là hành động. Những người sống sót nói về việc bị giam giữ tại trại tập trung, như những trung tâm giam giữ nơi đó, họ bị đánh đập, bị tra tấn bằng điện giật. Những người khác được thả tự do với điều kiện rằng chính gia đình họ sẽ trừng phạt họ, thậm chí nặng nề hơn nhà nước. Khi truyền thông bắt đầu báo cáo về điều này, Kadyrov tuyên bố rằng người Chechnya đồng tính không hiện hữu. Thật vô lý. Chúng tôi không có những người như thế ở đây. Chúng tôi không có đồng tính nào hết. Hãy đem họ đi khuất mắt chúng tôi, để thanh lọc máu chúng tôi. Nếu có bất cứ đồng tính nào đây, hãy đem họ đi. Những người sống sót sau vụ diệt chủng vẫn sợ hãi cho mạng sống của họ, sợ rằng đội sát thủ của Kadyrov sẽ tới tìm họ. Nhiệm kỳ cai quản của Kadyrov hầu như không có giới hạn, nhưng người ta thắc mắc khi nào hắn sẽ đi quá xa, ngay cả đối với Putin. Putin hiếm khi lên án Kadyrov, và tiền bạc của Nga vẫn đổ vào vùng này. Đối với Putin, Kadyrov, hắn vẫn còn giá trị cho Điện Kremlin. Và đó là lý do hắn ta vẫn cầm quyền và có thể muốn làm gì thì làm. Đây thật sự là một việc rất đáng buồn. Tôi nghĩ dân ông ta sẽ không thích ông. Hoặc họ không thích ông ta, hoặc có thể họ chưa bao giờ thích ông ta. Nhưng họ chỉ phải im lặng vì họ sợ chiến tranh. Họ sợ đổ máu và tra tấn nhiều hơn, đau khổ nhiều hơn từ Nga. Tôi nghĩ ông ta cũng có, tôi hy vọng, có lẽ tôi sai. Ông ta cũng có đôi lúc xấu hổ và hối hận. Nhưng ông ta đã bị trọng cái ách rồi, không thể chống lại Điện Kremlin, nên ông ta phải tàn bạo. Hoặc có thể ông ta tàn bạo bởi vì binh lính của ông mà ông mang đến Ukraine để chết hoặc để chiến đấu được báo cáo là rất hung ác, vô cùng tàn bạo. Dạ đúng, thưa sư phụ. Vì vậy, có lẽ họ đều cùng một băng đảng, chỉ là ở một địa điểm khác. Đó là lý do bọn họ tập hợp và cố phá hủy tất cả những gì mà bọn họ có thể ở Ukraine. Cho nên sẽ không có tương lai cho Ukraine nếu nước này bị thua, sẽ không có tự do. Và như tôi đã nói với quý vị rồi, toàn thể người dân Ukraine đều đứng lên chống lại cuộc chiến từ Điện Kremlin. Cho nên nếu Nga có cơ hội để kiểm soát Ukraine, thì tất cả những người này sẽ liên tục bị đối xử như tù binh, nô lệ hoặc kẻ thù. Và họ sẽ đau khổ bất tận. Họ sẽ đau khổ, đau khổ, đau khổ mãi mãi. Dạ, thưa sư phụ. Họ sẽ bị áp bức tàn bạo hoặc bị quấy rối tình dục. Quân Nga sẽ tiếp tục giết người hoặc cưỡng hiếp hoặc lấy đi mọi thứ của họ. Và Nga có thể không cung cấp cho họ đủ thực phẩm để ăn, y như trước đây, y như nhiều thập kỷ trước. Thành ra, tôi không màng điều gì xảy ra với bản thân vì tất cả nghiệp này. Tôi phải nói lên điều đó. Tôi phải nói rằng NATO phải vào cuộc, hoàn toàn cam kết giúp Ukraine đánh đuổi bọn Nga ra. Dạ, thưa sư phụ, nếu không, thì châu Âu và các quốc gia khác phải can đảm đứng lên, tiến vào để giúp Ukraine, vì điều đó có nghĩa là họ đang giúp chính họ, và họ sẽ được an toàn nếu Nga thua cuộc chiến ở Ukraine. Dạ, đúng vậy. Nếu Ukraine giành lại tự do hoàn toàn, giành lại đất đai, giành lại nền dân chủ của họ, như trước khi có điều gì xảy ra, thì châu Âu cũng sẽ được an toàn. Các quốc gia khác cũng sẽ được an toàn, không chỉ riêng châu Âu thôi. Dạ, thưa sư phụ. Nhiều quốc gia hoặc lãnh thổ khác, như Georgia, South Ossetia, Abkhazia, Rizan, Nagorno-Karabakh, đã nằm dưới bàn tay đẫm máu của Nga rồi và bị phá hủy đủ thứ. Hàng triệu người đã chết vì sự xâm lăng hoặc can thiệp hoặc thuộc địa hóa của Nga. Dạ, sư phụ. Vì điều đó mà hàng triệu người đã chết ở khắp nơi, bất kỳ nơi nào các nhà lãnh đạo Nga cùng quân đội của họ xông vào. Mặc dù vậy, thế giới vẫn tha thứ cho Nga, bởi vì Nga có nhiều thứ để cung cấp. Dạ, đúng. Nhưng tôi không thể tin được loại chế độ tàn bạo này, từ lãnh tụ này sang lãnh tụ khác, giống như một sự kế thừa của tàn bạo. Do đó, trừ khi NATO muốn Ukraine
trải qua nạn đói khát lớn, chết chóc một lần nữa, hoặc trở thành một chất nhà khác, hoặc bị chia cắt như Đức trước đây, thì họ không phải làm gì cả. Dạ, thưa sư phụ. Nhưng toàn thể thế giới sẽ bắt người đứng đầu NATO chịu trách nhiệm. Không chỉ người đứng đầu thôi, mà một số thành viên quan trọng của NATO. Thế giới, lịch sử và thiên đàng sẽ buộc NATO phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến này ở Ukraine và bất kỳ điều gì tồi tệ khác xảy ra cho Ukraine, như nếu họ trở thành giống như Chechnya. Đây là lần đầu tiên mà có người đe dọa dùng vũ khí hạt nhân để chinh phục. Đây là vấn đề cơ bản mà quá ít người trong khối NATO thật sự nhận thức hoặc chính họ hiểu rõ ràng. Và vì thế, tôi nghĩ chúng ta cần phải thật sự nghiêm túc hơn rất nhiều. Và những kiểu viện cớ như, ồ, chúng ta không thể bảo vệ người dân Ukraine bởi vì làm vậy sẽ khai mào chiến tranh hạt nhân, thật sự đã chiều theo sự đe dọa của Nga rồi, và điều đó sẽ không ngừng ở đâu hết. Bởi vì một khi bọn họ thành công ở đó, bọn họ sẽ tiếp tục và nói, chúng tôi sẽ dùng vũ khí hạt nhân khi chúng tôi tấn công một quốc gia khác. Quý vị phải nói không được. Chúng ta sẽ ngừng vấn đề này ngay bây giờ. Họ hoan nghênh bất kỳ quốc gia giàu có, nổi tiếng và có thành thế nào khác gia nhập làm thành viên NATO. Dạ, thưa sư phụ, vì vậy tất cả đều vì tiền bạc, lợi nhuận và thành thế. Không có gì thật sự lý tưởng, không có gì thật sự cao thượng, hoặc thậm chí thể hiện loại học thuyết thương láng giềng của mình. Vâng, thưa sư phụ. Nên tôi đã nói rồi, quy tắc cái giống gì? Dạ. Không có quy tắc nào khi nói đến việc giúp láng giềng của mình đang gặp khó khăn, nhất là đang khẩn thiết cần giúp trước vấn đề sinh tử. Nhất là họ biết rằng kẻ thù của láng giềng họ là dã man, hung hãn và có một lịch sử tàn bạo ở khắp nơi trước đây. Dạ, sư phụ. Trước đây, người đứng đầu NATO, ông Stoltenberg, có danh tiếng tốt trên thế giới bởi vì ông đã thương lượng giữa Nga và Na Uy vào thời điểm đó và đã giúp giải quyết ổn thỏa. Nhưng giờ đây là cuộc chiến lớn, đó là sinh tử và đổ máu và phá hủy khắp nơi trong một quốc gia. Đó là Putin và băng đảng của ông ta. Vâng, thưa sư phụ, bởi vì bọn họ tiếp tục truyền thống của Stalin. Bọn họ không thèm quan tâm có bao nhiêu người chết và người ta đau khổ thế nào, người ta có chết đói, hoặc bị dội bom chết, hoặc nếu bị cưỡng hiếp, nếu bị quấy rối tình dục, hoặc bị cướp đi mọi thứ họ có hay không. Dạ, thưa sư phụ, giống như một tên côn đồ cướp bóc trên xa lộ, thực sự là như vậy. Dạ, chứ còn là gì khác? Dạ, đúng vậy. Quý vị có tưởng tượng được quốc gia tử tế nào mà làm điều đó không? Dạ không, thưa sư phụ. Cho nên người dân Nga, họ không thích điều này, họ cũng xuống đường biểu tình. Và thậm chí, bây giờ họ nói lên ý kiến của họ trên TV, phản đối cuộc chiến của Putin. Dạ, thưa sư phụ. Thậm chí mới đây, một trong những gọi là đồng minh của Putin cũng đã lên tiếng công khai phản đối cuộc chiến của Putin ở Ukraine. Trên sân khấu chính trường, Putin cố biện minh cho cuộc chiến ở Ukraine là hợp pháp luật. Nhưng Tổng thống Nga phải đối mặt với một số phản kháng. Lần này là từ một đồng minh chủ chốt. Chúng tôi không công nhận Nam Ossetia hoặc Abkhazia. Và rõ ràng nguyên tắc này sẽ được áp dụng với những lãnh thổ bán quốc gia. Mà theo ý kiến của chúng tôi là Luhansk và Donetsk. Đây không phải là lần đầu tiên mà Kazakhstan từ chối công nhận nền độc lập của Donetsk và Luhansk. Vào tháng 6, Kazakhstan cũng cho biết họ sẽ không hỗ trợ Nga trong việc lách các biện pháp trừng phạt. Bây giờ, theo như các báo cáo, Nga yêu cầu quân đội Kazakhstan gia nhập với quân đội Nga ở Ukraine. Nhưng Kazakhstan đã từ chối nếu đó thật sự là Putin đang ngồi ở đó chút nào. Nhưng những loại người bị quỷ ám này hóa hiện ra từ ma quỷ hung hăng. Chúng không thể tồn tại lâu bên ngoài. Vâng, thưa sư phụ. Không như người bình thường. Chúng ta luôn hiện hữu 24/7. Loại hóa hiện này của ma quỷ sẽ không tồn tại lâu, cho dù nó đã ở đó, hoặc thậm chí ảnh ba chiều, thậm chí được tạo ra bởi trang điểm hoặc người đóng thay thế. Ta đã xem nhiều hình ảnh của Putin trước đây và nhiều hình ảnh của Putin gần đây. Không cùng một khuôn mặt. Dạ đúng vậy. Khuôn mặt, một bên mặt, không giống nhau. Vâng, thưa sư phụ, dĩ nhiên nếu quý vị không có sự so sánh hoặc quý vị không nhìn kỹ thì sẽ không thấy sự khác biệt.
Thôi, không quan trọng là con mặt khác hay không. Putin chết rồi, tôi nói với quý vị rồi. Tôi không có lý do gì để nói dối quý vị, để làm gì. Và đã được thiên đàng xác nhận rồi. Và rồi các vị bảo hộ của tôi đã đưa ông ta tới đầu đó rồi. Tôi chưa thể nói cho quý vị biết ở đâu. Tôi không muốn. Dạ, thưa sư phụ, em hiểu. Có lẽ trong tương lai tôi sẽ cho biết. Hiện tại, nói ra không tốt. Nhưng thế giới không biết rằng Putin đã chết. Họ nghĩ Putin đang ngồi ở đó. Và dù vậy, họ vẫn phản đối ông ta trước diễn đàn kinh tế đó. Thưa sư phụ, vì sao gần đây chúng ta không đưa tin nào về Putin với hình ảnh của ông ta? Bởi vì chúng ta không đưa tin giả. Dạ, thật vậy. Xin lỗi. Nếu biết điều gì đó là giả rồi, thì quý vị còn nói với mọi người không? Không, thưa sư phụ, dạ, không. Hoặc có thể để những hình ảnh đó. Hoặc có thể đưa những tin đó lên. Nhưng quý vị phải để chú thích khắp nơi như là tin giả, tin giả, tin giả. Vậy thì tôi sẽ cho phép. Dạ. Chúng ta có năm giới. Lúc nào cũng phải nói sự thật. Đúng vậy, thưa sư phụ. Và chúng ta không thể nói dối. Đó là một trong những giới luật. Vâng, thưa sư phụ. Và kể một chuyện giả cũng là vi phạm nguyên tắc của chúng ta. Vâng, thưa sư phụ. Chúng ta không tường trình tin giả. Vâng, thưa sư phụ. Chúng ta không đạt được gì hết. Từ tin giả, dù có đạt được, chúng ta cũng không muốn. Đúng vậy, thưa sư phụ. Bởi vì một trong những giới luật, một trong các nguyên tắc của chúng ta là không nói dối. Quý vị nhớ chứ, phải không? Dạ nhớ, thưa sư phụ. Không được sát sinh. Không được nói dối. Không được trộm đồ của người ta. Không được tà dâm. Và không được dùng thứ gây sai, nghiện. Đúng ạ. Cho nên, một trong những giới luật là chúng ta không nói dối. Vâng, thưa sư phụ. Vì vậy, chúng ta không thể chiếu tin giả. Dạ. Nhất là nếu tôi biết đó là tin giả. Những người khác họ không biết. Nên họ làm những gì họ muốn. Tôi biết đó là giả, nên tôi không thể cho phép quý vị phát sóng trên truyền hình chúng ta. Không cố ý phát sóng. Dạ, thưa sư phụ. Được rồi, còn câu hỏi nào khác? Xin sư phụ cho chúng con biết khi nào cuộc chiến sẽ kết thúc. Tôi ước tôi có thể nói. Ước gì tôi có thể nói. Tôi biết nhiều điều. Dạ, thưa sư phụ. Tôi biết, nhưng nếu nói với quý vị, nó sẽ xảy ra khác đi. Tôi đã học được bài học của mình. Nhiều lần, không chỉ một lần. Nhưng một lần rất đặc biệt. Về thuần chay. Con người nghĩ rằng rất khó để thay đổi mọi thứ. Xin lỗi. Dạ, thưa sư phụ. Thực tế, rất dễ. Chỉ cần không còn ngành chăn nuôi người thân động vật nữa. Không còn nữa. Đúng vậy ạ. Khi không có thịt, thì không có nhiệt, không có ai mua. Dạ, chính xác. Rất đơn giản và bất kỳ thứ gì có ở đó rồi, còn sót lại thì bỏ đi. Và người ta có thể có thêm nhiều công việc mới. Và sẽ có nhiều việc làm hơn. Vâng, thưa sư phụ, chính xác ạ. Và cả đất nước sẽ trở nên tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn và nhiều phước lành hơn. Họ sẽ cảm nhận được điều đó. Ngay bây giờ, tất cả đều bị bóng tối vây quanh, hầu hết. Nhiều lãnh tụ đều có các màu tối, rất tối. Rất tối xung quanh họ. Họ không có chút hào quang nào. Họ chỉ có màu tối thôi. Tôi không thích màu của Stoltenberg. Trừ khi ông ta thay đổi trong tâm. Trừ khi ông ta thật sự làm điều gì đó để dẫn dắt NATO giúp Ukraine nhanh chóng đạt hòa bình và ngăn chặn thêm chiến tranh ở châu Âu và ngăn chặn nạn đói trên thế giới. Dạ, sư phụ, màu của ông ta bây giờ, cà phê đậm, sẽ không thay đổi. Có thể trở nên tối đen hơn nếu ông ta tiếp tục lạm dụng quyền lực của mình chỉ để lợi dụng địa vị. Chỉ để sống sung sướng, chỉ để ngồi đó và được trả lương. Thỉnh thoảng, đi ra ngoài và nói điều gì đó, không có gì tốt, không có gì thật sự thiết thực, thật sự tốt. Nếu ông ta tiếp tục theo cách đó, thì màu xung quanh ông ta toát ra từ ông ta sẽ càng ngày càng đen tối, giống như một số lãnh tụ khác trên thế giới. Tôi không muốn kể tên ra hết. Tôi không được phép nói với quý vị. Tôi biết chỉ là không được phép cho quý vị biết thôi. Tôi tiếp tục hỏi nhiều lần. Tôi nói được không? Có thể không? Nhưng tôi không thể. Như nhiều điều khác, ước gì tôi có thể nói với quý vị.
một số điều rất thú vị, một số điều rất vui, một số điều buồn. Nhưng ngay bây giờ, quý vị có thể thấy trên toàn thế giới, có thể tính toán cuộc chiến ở Ukraine sẽ kéo dài bao lâu, cho dù người đứng đầu NATO nói rằng nó sẽ lâu dài. Quý vị không cần phải lúc nào cũng nghe tất cả rác rến này từ Phi Francisco và từ Stoltenberg. Tên nghe như đá, như một núi đá. Dạ, sư phụ. Dù sao, thì cũng đã đủ rác rến rồi. Tôi không biết tại sao tất cả số tiền này được dùng để giết người, sát hại và gây chiến với các nước láng giềng hoặc các quốc gia khác. Trời ơi, chỉ nổi tiền đó thôi đã có thể tạo thiên đàng tại thế rồi, với tất cả những người nghèo được giúp đỡ, với tất cả các chương trình có ích lợi cho nhân loại. Dạ, thì chúng ta sẽ không bao giờ có những hình ảnh như thế này về trẻ em bé sơ sinh, gầy, trơ, xương sườn, thậm chí nhô ra ngoài da. Vâng, thưa sư phụ, có thể đếm số xương sườn trên cơ thể các em bởi vì các em rất đói, chết đói khắp nơi. Dạ. Đa số các gia đình ở đây đã mất hết tất cả rồi vì nạn hạn hán. Khát ở đây, đói ở đây, mặt trời thiêu đốt ở đây, hạn hán ở đây. Bác sĩ được gọi đến để cứu một bé trai 5 tháng tuổi tên là Atan, vừa được cha mẹ khiếp sợ đưa vào. Cháu còn thở không? Atan đang chịu khổ bởi vì mẹ bé bị thiếu dinh dưỡng quá độ tới nỗi cô không thể cho bé bú được nữa. Một ca khẩn cấp khác xuất hiện cách đó vài bước. Một bé trai bị bệnh sốt rét, nhưng thiếu dinh dưỡng khiến em yếu đuối. Các bác sĩ làm tất cả những gì họ có thể, làm việc cuốn cuồng để hồi sức cho cậu bé. Nhưng quá trễ rồi. Chín mươi phần trăm các ca trong bệnh viện này là các em nhỏ bị thiếu dinh dưỡng. Những nguyên nhân đó phức tạp nhưng không bao gồm nạn thiếu thực phẩm tại các chợ. Có rất nhiều thứ để mua nhưng nhiều người không có khả năng để mua. 6 năm xung đột đã gây thiệt hại nặng nề. Giá thực phẩm tăng cao khoảng 140%. Đồng tiền của Yemen đã sụp đổ cùng với nền kinh tế. Và tất cả cuộc chiến và sự tàn phá này, trời ơi, quá nhiều tiền sẽ phải chi tiêu sau này khi cuộc chiến kết thúc. Quá nhiều tiền để tái thiết một đất nước. Dạ, đúng vậy. Từ trường buồn bã, sầu thảm và tàn bạo, tôi không biết sẽ mất bao lâu để tái dựng đây. Đối với cả Nga lẫn Ukraine, nhất là đối với Ukraine, quốc gia nạn nhân. Tất cả những điều này để làm gì? Tôi không biết tại sao NATO nói họ có luật lệ cái quái gì, nói quý vị hay. Bây giờ cả đất nước Ukraine đang trong dầu sôi lửa bỏng, trong tuyệt vọng, cầu khẩn sự giúp đỡ. Cảnh báo mới Ukraine đang thua về hỏa lực và khẩn thiết cần phương Tây giao vũ khí nhanh hơn. Chính phủ Ukraine nói họ chỉ có thể bắn lại một quả đạn pháo đối với 10 quả đạn pháo mà Nga bắn. Và ở Mariupol, video mới này cho thấy các ngôi mộ tập thể. Các quan chức cho biết nhiều tới 20.000 người bị chôn dưới đó. Không ngày nào mà tôi không nghe Tổng thống Zelensky không yêu cầu giúp đỡ. Và ít nhất 2 lần, ông đã yêu cầu NATO hãy cam kết hoàn toàn. Nghĩa là với quân lực, với binh lính và với thiết bị tốt nhất. Vâng, thưa sư phụ, tuy nhiên họ cứ giả điếc, giả mù. Cho nên tôi yêu cầu châu Âu, tất cả các nước châu Âu và bất kỳ quốc gia NATO nào muốn gia nhập, họ phải hợp lực để giúp Ukraine đuổi kẻ xâm lược ra. Vâng, thưa sư phụ, nếu Nga có bất kỳ nơi đầu ở Ukraine để làm bước đệm, làm màn đạp, châu Âu sẽ sớm chìm trong địa ngục, trong chiến tranh. Chiến tranh là địa ngục. Trời ơi, vâng, chính xác, sư phụ. Và nếu quý vị nghĩ rằng chúng tôi sẽ dừng lại ở Ukraine, hãy nghĩ lại đi. Tôi phải nhắc quý vị rằng Ukraine chỉ là một giai đoạn trung gian trong việc đảm bảo kế hoạch chiến lược của Liên bang Nga. Chúng tôi sẽ sớm mất kiên nhẫn và sẽ chỉ phóng gì đó hạng nặng về phía Washington và London.
Ba làng đang đùa với lửa. Ba làng đã ba lần bị phân chia. Phân chia lần thứ tư sẽ là lần cuối cùng của họ. Biên giới của Nga trải dài bất tận. Thời gian cho phép và Ba Lan sẽ không còn gì nữa. Và các nước Baltic cũng như vậy. Chúng tôi sẽ đưa quân đội của mình đến biên giới phía Tây một lần nữa. Người châu Âu, họ hèn nhát, họ sợ hãi, họ cần được chinh phục bằng sự sợ hãi, bằng roi vọt. Chúng tôi không thể dừng lại nữa chừng. Các tàu ngầm của chúng tôi có khả năng phóng hơn nửa nghìn đầu đạn hạt nhân, mà bảo đảm có thể tiêu diệt Hoa Kỳ và thậm chí tất cả các nước NATO. Chúng ta thật ngây thơ. Tướng Milley hôm qua nói chúng ta thật ngây thơ khi tin rằng tất cả sẽ được kết thúc trong vài tuần hoặc vài tháng. Tôi e là Putin đã khởi sự một lộ trình, đó là chừng nào ông ta còn kiểm soát quân lực Nga, thì sẽ gây nguy hại không chỉ Ukraine, như chúng ta biết ngày nay. Ngày mai Ba Lan, ngày mốt các nước Baltic. Chúng ta phải sẵn sàng để ngăn chặn gã này, bởi vì tôi có thể nói quý vị biết ông ta sẽ không dừng lại ở Ukraine. Cho nên tôi chỉ mong họ thức tỉnh và làm điều đó. Dạ, thưa sư phụ, tôi đang nói tất cả điều này. Không tốt, nghiệp xấu cho tôi. Nhưng tôi không nở lòng nào nhìn người dân Ukraine đau khổ vô cớ như thế, không có lý do gì cả. Dạ hiểu, thưa sư phụ, giống như lịch sử lặp lại một lần nữa. Luôn luôn Nga đến và quấy rối, chiếm hữu, kiểm soát họ, phá hủy đất nước của họ và tiêu diệt người dân của họ, sát hại, cưỡng hiếp và giết người dân của họ như thế, phá hủy cuộc sống của họ, tàn phá đất nước của họ, mà họ có làm gì đâu. Chỉ vì họ nhỏ bé hơn, yếu hơn, và toàn thể thế giới lừa dối họ, từ bỏ vũ khí hạt nhân, chỉ với một lời hứa suông rằng sẽ bảo vệ Ukraine. Dạ đúng vậy, thưa sư phụ. Vậy điều đó tệ đến mức nào rồi? Thế mà NATO lại còn nói về luật lệ. Đúng là rác rến, quý vị nghe không? Dạ nghe, thưa sư phụ, chính xác ạ. Hoàn toàn rác rến. Không gì hơn rác. Tôi không thích màu đen tối mà Stoltenberg toát ra từ con người của ông ta. Tôi thực sự hy vọng ông ta hiểu rõ hơn. Nếu không, ông ta sẽ bị kéo xuống thấp hơn và thấp hơn và gần hơn với địa ngục và rồi trở thành một trong số chúng, một trong những ma quỷ. Hiện tại, ông ta bị quỷ nhập, nhưng ông ta sẽ trở thành một trong bọn quỷ nếu ông ta tiếp tục như vậy, thay vì chiến đấu vì điều thiện, chống lại cái ác. Dạ, thưa sư phụ. Và không chỉ ông ta thôi, có vài người khác ở châu Âu nữa. Quý vị biết rồi. Dạ, thưa sư phụ. Quý vị biết ít nhất một trong số bọn họ. Thôi được. Tôi xin lỗi. Đã kết thúc một cách phủ định. Nhưng còn gì khác để nói đây? Khi chúng ta nói về Ukraine và cuộc chiến phi lý từ Nga, từ Điện Kremlin. Đúng vậy, thưa sư phụ. Dạ. Không phải tất cả người dân Nga tán thành cuộc chiến đó, mà chỉ là Điện Kremlin, chỉ là Moscow, chính phủ tà ác, ngu ngốc, tham lam, tiếp tục xu hướng của mấy tên lãnh tụ trước đó. Dạ, thưa sư phụ. Thật buồn. Quá buồn. Quá buồn. Những trẻ em này đang di tản bên trong Ukraine, cố gắng chạy trước khi xảy ra đánh nhau đây. Nhiều các em là trẻ mồ côi, hầu hết là từ những gia đình tàn nát. Các em đang làm việc chăm chỉ ở đây, nhưng hướng tới loại tương lai nào, không ai thực sự biết. Tất cả các em đều trải qua một sự kiện gì đó. Cô ấy nói, một số các em đã bị mắc kẹt trong cột pháo kích hoặc dội bom. Một số các em không có nơi trú ẩn, bởi vì nhà của các em bị trúng bom. Dĩ nhiên, mỗi em đều bị chấn thương. Chân em ấy đang run rẩy, cô nói, và em ấy đang tự tổn thương chính mình. Các em bị căng thẳng khi di tản từ tỉnh nhà của các em trong những tình trạng khủng khiếp, cô nói. Các em đang lo lắng về gia đình, sự bất ổn và các em cảm thấy cô đơn. Những gì tôi giúp đỡ, cô ấy nói, là ủng hộ và tình thương. Tất cả các em cần tình thương, thật nhiều tình thương. Irina nói, tôi chỉ muốn an ủi các em và làm cho chấn thương của các em ngày càng nhỏ dần, bớt dần. Nicola, 12 tuổi. Trong 2 tháng, em đã trú ẩn tránh bom trong một thành phố đang bị tấn công. Thật đau đớn. Cháu lo lắng cho tất cả mọi người mà cháu yêu quý. Còn gia đình em thì sao? Hiện tại gia đình em có ổn không? Dạ ổn, em nói. Bỗng nhiên, những điều em muốn nói trở nên quá khó khăn. Nhưng đó chỉ là một thoáng về tác động bi thương mà tất cả những điều này ảnh hưởng cho em ở đây. Thật kinh khủng. Người dân đáng thương.
Tất cả trẻ em vô tội đáng thương này, trời ơi, sao họ có thể sống thế này được? Tuổi thơ của các em bị hủy hoại. Dạ, thưa sư phụ. Và những gì mình trải nghiệm trong thời thơ ấu sẽ hầu như không thể nào xóa đi được. Đúng vậy, thưa sư phụ. Dạ, đúng vậy, sư phụ. Hãy cầu nguyện cho họ, ít nhất cầu cho những trẻ em rằng các em có thể phục hồi sự hồn nhiên, sự lạc quan và niềm nhiệt huyết để tiếp tục trải nghiệm một thế giới và nền giáo dục tốt đẹp và hướng tới tương lai tươi sáng của các em. Bởi vì điều đó cũng sẽ làm cha mẹ và ông bà của các em hạnh phúc, và điều đó sẽ góp phần vào từ trường hòa bình cho Ukraine và cho bất kỳ nơi nào họ đi tới để nương náu vào lúc này. Và hy vọng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc. Hãy cầu nguyện để họ có thể trở về quê hương vì không có nơi nào như là nhà của mình. Vâng, thưa sư phụ. Chúng con xin khiêm tốn tri ân sư phụ từ bi nhất cho sự bảo vệ nhân loại liên tục của Ngài và sự kiên định của Ngài tin vào khả năng giống Thượng Đế của chúng ta để lật ngược tình trạng bất hạnh của thế giới chúng ta và tạo dựng thiên đàng tại thế. Chúng con hy vọng và cầu nguyện cho nhân loại khẩn cấp thức tỉnh và áp dụng giải pháp đơn giản mà hoàn toàn lợi ích cho tất cả. Đó là ngừng hết bất kỳ loại bạo động nào như chiến tranh tàn nhẫn ở Ukraine và sự lạm dụng vô lương tâm đối với người thân động vật. Từ đó, mong chúng ta khám phá lại sự dồi dào vô vàn mà địa cầu cống hiến khi đau khổ không còn tìm được chỗ nào trong tâm muôn loài. Chúng con xin kính chúc sư phụ từ ái nhất, sức khỏe, an khang và trong sự bảo vệ hùng mạnh của tất cả các đấng thiêng liêng uy vũ. Để nghe thêm những suy nghĩ về trí huệ của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư về các hậu quả tàn khốc của chiến tranh và tại sao phương Tây phải nên thực hiện hoạt động quân sự bây giờ ở Ukraine trước khi quá trễ, xin mời quý vị đón xem tiết mục giữa thầy và trò vào một ngày sau này cho buổi trình chiếu toàn bộ hội thảo này. Also, for your reference, please check out the previous related fly-in news or between Master and Disciples conferences, such as fly-in news, treasure others' lives by making peace. Only peacemakers can go to heaven. The bigger you are in society, the humbler you should be. Forgiveness dissolves vengeance and brings world peace. World leaders must protect freedom and democracy through action, the entwinement of the positive and negative power. If you are good to others, God will be good to you. The message God sent to the Russian army. Vegan and peace offer us paradise. Meat eating and war destroy everything. Between Master and Disciples, governments worldwide must stand with Ukraine. Powerful countries must be courageous and help Ukraine. Heaven is aiding Ukraine in the war between good and evil. Supreme Master Chinghai's thoughts on the urgent situation in Ukraine. The world left Ukraine to fight alone. Inspiring good news in support of Ukraine. Big powers did not keep their promise to Ukraine. The united spirit of the Ukrainian people shines before the world. Ukraine's noble willpower is stronger than Russia's force. Two friends. To believe in humanity and goodness is to help each other. There are no excuses for invading a country. Diligent group meditation to protect ourselves and the world. Representatives of the positive power are beneficial to humankind.